cái nhỏ nhiễm nhất mà ta thường gọi là nguyên tử, nhìn sâu vào trung tâm cá nhân của nó và quả nhiên thấy các vật chất không còn hoàn toàn là vật chất nữa mà là những làn sóng chuyển biến kỳ diệu, chợt hiện rồi chợt biến, khi thì là vật chất khi thì là những làn sóng với những tần số và chu kỳ thay đổi chuyển biến thật nhịp nhàng và linh động. Đó là chỉ nói sơ sơ thôi chứ viết ra hết thì không cùng. Ta đã thấy những cái bất khả tư nghị như thế trong các lời kinh, thế mà sau Phật cả hơn 2000 năm vào khoảng thế kỷ thứ 16 giáo hội Kitô giáo đã hành hạ, tra tấn và bỏ tù Galileo Gali vì Ngài dám nói trái đất tròn trong khi Kinh Thánh hồi đó nói trái đất hình vuông. Galileo là một nhà toán học và đã dùng toán học mà chứng minh rằng trái đất tròn. Bị hành hạ và tra tấn quá nên trước tòa án Ngài cũng phải thều thào nói vâng nếu quý Ngài muốn tôi nói nó là vuông thì tôi nói nó là vuông, nhưng dù nói nó là vuông thì sự thật nó vẫn tròn. Vì vậy mà Galileo bị bỏ tù chung thân. Albert Einstein, một nhà vật lý học của thế kỷ 20, nổi tiếng với thuyết tương đối vì đã tìm ra định luật tương quan giữa vật chất và năng lượng với công thức EMC2, có nghĩa là năng lượng bằng tích số của khối lượng và bình phương của vận tốc, trong đó E là năng lượng, M là trọng khối và C là là vận tốc. Nhưng với một tốc độ nhanh hơn tốc độ của ánh sáng tức là nhanh hơn 300,000 km, xét thì định luật này không đứng vững được. Ansan với trực giác siêu Việt đã phải tuyên bố trước khi chết là nếu phải lựa chọn một tôn giáo để theo thì tôi chọn Phật giáo vì Phật giáo thật sự nhân bản và hợp với khoa học. Đó là nói sơ lược về những bất khả tư nghị, những điều không thể nghĩ bàn, vượt trên sự suy luận của tri thức thường tình đối với những lời kinh xưa. Các pháp vốn như huyễn nhưng vì biến kế sở chấp mà chuyển hiện ra có chủng tử và hiện hành, kiến phần và tướng phần, tâm thức và hiện tượng. Các năng và sở này làm nhân duyên cho nhau, trùng trùng duyên nhau mà hiện khởi chứ thật ra không có tự tánh cố định chân thật. Vì cái này có nên cái kia có, nên nói các pháp đều duyên khởi. Cái nhà không phải là cái nhà, chỉ là tên gọi thôi. Cái nhà sở dĩ có được là do có người muốn xây dựng, có người vẽ họa đồ, có người thợ hồ, thợ mộc, có các vật dụng như thang, dây, quất, xẻng, gỗ, đá, vôi, hồ, vân vân. Cho nên nói cái nhà không có tự tánh cái nhà không có cái tánh nhất định của nó. Vì bởi do những cái không phải là nó duyên hợp lại nên cái nhà không có tự tánh là cái nhà mà chỉ là quy ước đặt tên cho nó là cái nhà mà thôi. Nói rộng ra mọi sự, mọi vật, tất cả các ngã và pháp trong tam giới lục đạo đều không có tự tánh chân thật, không có tự tánh cố định. Chúng chỉ nương nhau mà hiện hữu, vì cái này có nên cái kia có nên nói chúng đều là y tha khởi. Bồ Tát Thế Thân nói về y tha khởi trong bài tụng thứ 21 như sau. Bài tụng thứ 21 Y tha khởi tự tánh Phân biệt duyên sở sanh Tuyên thành thật ư bỉ Thường viễn ly tiền tánh Dịch là Tự tánh y tha khởi Do duyên phân biệt sanh Tuyên thành thật nơi đó Xa lìa biến kế trên Tất cả các cảnh giới, tất cả các ngã và pháp trong tam giới lục đạo đều do tâm thức chuyển hiện ra bởi những chiếu soi, phân biệt và chấp trước có từ vô thủy. Sự chiếu soi, phân biệt và chấp trước cũng được gọi là tánh biến kế sở chấp, là tánh so đo chấp trước cùng khắp mọi thứ. Vì biến kế phân biệt mà các pháp làm nhân duyên cho nhau, tương duyên tương sanh, trùng trùng duyên khởi làm hiện ra thân mạng chánh báo và thế giới y báo của chúng ta. Y báo và chánh báo này là đới chất cảnh, là cảnh giới không có tự tánh chân thật, không có cái thể tánh cố định, là cảnh giới dời đổi và sanh diệt liên tục. Trong cảnh giới này, tất cả đều nương nhau mà hiện hữu. Cái cây kia không thể nào hiện hữu được nếu không có mảnh đất để bám víu vào. Nó không thể tăng trưởng nếu không có đầy đủ ánh sáng và nước. Nó sẽ khô héo và tàn lụi khi bị hạn hán tức là khi bị nóng cháy và không có mưa. Khi đủ duyên, tức là khi mưa nắng thuận hòa thì tăng trưởng xanh tươi, khi hết duyên tức là khi nắng cháy hoặc ngập lụt thì héo hon hay mục nát mà tàn tạ. Cái cây đó không có tự tánh là cái cây vì nó do rất nhiều thành phần tạo thành. Nào là rễ cây, vỏ cây, nhánh, lá, hoa, quả, vân vân. Cái cây không phải là rễ, vì nếu nó là rễ thì gọi nó là rễ chứ không gọi là cây. Nó cũng không phải là thân, vì nếu là thân thì gọi nó là thân chứ không gọi là cây. Tóm lại cái cây có được là do những thành phần không phải là cây duyên nhau mà hiện hữu tất cả mọi cảnh giới đều do những đối tượng của cái tâm phân biệt duyên nhau mà sanh khởi tất cả mọi cảnh giới đều không có tự tánh cố định chúng đều do các thành phần khác với chúng duyên nhau mà thành lập nên nói tất cả các pháp đều là y tha khởi hai câu đầu của bài tụng này y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh có ý muốn nói tất cả các ngã và pháp đều do phân biệt duyên khởi mà sanh ra chúng đều là giả hợp không cố định không thường còn không có tự tánh chúng đều nương nhau mà hiện hữu vì sự chấp trước và phân biệt của biến kế sở chấp mà các ngã và pháp vốn là huyễn mà lại được chấp là thật có, rồi khởi sinh phân biệt là có hiện hữu, không hiện hữu, giống nhau, khác biệt, là có cả hiện hữu lẫn không hiện hữu, có cả khác biệt lẫn không khác biệt, là không có cả hiện hữu lẫn không hiện hữu, không có cả khác biệt lẫn không khác biệt. Tất cả những đối đại có không đó đều do biến kế sở chấp mà có. Các thí dụ sợi dây bị nhận lầm là con rắn, sóng nắng mà tưởng là mặt hồ và các cây lau gác lên nhau mà tưởng là người được thấy rải rác trong các kinh luận đặc biệt là khi nói về tâm pháp ban đêm đi trên đường hoang vắng vì lo sợ nên khi thấy sợi dây lại tưởng lầm là con rắn nhưng khi định tâm nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là sợi dây chứ không phải con rắn khi đi trong sa mạc nắng cháy vì quá khát nước nên ánh nắng chiếu sáng trên mặt các trước mặt thường bị nhận lầm là mặt hồ cho đến khi tới gần thì mới biết đó là ánh dương diệm trong các cánh đồng những cành lau chặt được thường được dựng gác lên nhau nhìn xa tưởng là người nhưng khi lại gần thì đó chỉ là những cành lau gác lên nhau mà thôi vì biến kế mà các cảnh giới được nhận biết không còn chân thật nữa tỉ như sợi dây bị nhận lầm là con rắn như ánh dương diệm mà tưởng là hồ nước ngay nơi con rắn đó mà định tâm lại không còn bị biến kế nữa thì ta sẽ thấy đó là sợi dây gai Nơi ánh dương diệm đó mà định tâm không còn bị biến kế nữa thì ta thấy ngay đó là sóng nắng chứ không phải mặt hồ nữa. Cũng vậy nương nơi cảnh giới y tha khởi mà không còn bị biến kế sở chấp nữa thì ta sẽ thấy được cái chân thật của các pháp tức là thấy được cái viên thành thật. Viên thành thật là sự viên mãn và toàn hảo, là thể tánh chân thật của tất cả các pháp. Tánh chất này phổ biến và không có ngàn mé, như như bất sanh bất diệt. Do nơi y tha khởi mà lì được vọng chấp, Xa rời năng thủ và sở thủ tức là xa rời được tánh biến kế thì ngay nơi đó thấy được tánh chân như tức là ngay đó là thấy được tánh viên thành thật. Bồ Tát Thế thân nói viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh là vậy. Ư bỉ ở đây nghĩa là nơi y tha khởi tánh. Viễn ly tiền tánh tức là xa rời cái tánh nói ở trên, ở đây nghĩa là xa rời biến kế sở chấp tánh. Cả câu này nghĩa là ngay nơi y tha khởi mà xa rời được biến kế sở chấp thì đó là viên thành thật. Hãy nghiên cứu bài tụng thứ 22 của Bồ Tát Thế Thân nói về tánh viên thành thật này. Bài tụng thứ 22 Cố thử giữ y tha Phi dị phi bất dị Như vô thường đẳng tánh Phi bất kiến thử bỉ Dịch là Nên nó cùng y tha Chẳng khác không chẳng khác Như các tánh vô thường Thấy đây mới thấy kia Viên thành thật và y tha khởi không phải khác và cũng không phải chẳng khác nếu là khác thì làm sao nói được rằng nếu lì được biến kế sở chấp thì Y Tha khởi tức là viên thành thật. Nếu là giống thì gọi Y Tha khởi là viên thành thật chứ không gọi là Y Tha khởi và cũng không nói viên thành thật là bản thể chân như của Y Tha khởi. Y Tha khởi và viên thành thật cũng tỷ như sóng và nước. Biến kế sở chấp tỷ như gió. Sóng chẳng khác nước vì sóng do nước bị gió thổi mà khởi sanh, nhưng không thể nói sóng là nước được vì nếu sống là nước thì ta gọi nó là nước chứ không gọi là sống đó là ý nghĩa của cái chẳng khác và không chẳng khác tánh y tha và viên thành thật cũng giống như các tánh vô thường vô ngã và không mà ta thường thấy trong các kinh điển vô thường vô ngã và không thường được gọi là tam pháp ấn vì hiểu được các pháp là vô thường và vô ngã nên ta khởi được cái tâm tu hành không tạo tác và do đó đạt được cảnh giới không tịch tức cảnh giới không sanh không diệt của niết bàn tịch tỉnh nếu thấy được các pháp là vô thường vô ngã mà phát tâm tu trì phá bỏ vọng chấp về ngã và pháp thì sẽ thấy được như lai nói cách khác nếu trở về được với tánh như lai thường tịch thường chiếu rồi thì ta sẽ thấy rõ tánh vô thường vô ngã của các pháp viên thành thật đối với y tha khởi cũng giống như vô thường vô ngã và không đã nói ở trên biết được các pháp là y tha khởi mà khởi tâm tu hành xa rời được biến kế sở chấp thì ta sẽ thấy viên thành thật nếu không biết các pháp là y tha khởi thì sẽ không xa rời được biến kế sở chấp nên sẽ chẳng bao giờ thấy được viên thành thật. Khi đã thấy được viên thành thật thì phải rõ là các pháp đều là y tha khởi. Đó là ý nghĩa câu như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Phi bất kiến thử bỉ dịch là không thấy đây thì cũng không thấy kia, ở bài tụng này dịch là thấy đây mới thấy kia cũng là một nghĩa thôi.